Chào cả nhà. Và hôm nay thì cả nhà mình là đi vô thăm ông tại cái farm đây. Cả nhà xem những cái thùng ong của mình. Giờ theo chân mình để đi tham quan mấy cái thùng ong. Hello, giờ mình đang ở khu ở nhà thầy của ba mình. Mình và các bạn cùng đi coi tất cả cái thứ ở đây. Các bạn vẫn chưa biết cái thứ ở đây thú vị cỡ nào chứ. Đi theo mình. Má ơi, mấy người nghỉ lâu. Một cái thùng ong này, lúc đầu nó chỉ có là một cầu thôi mà giờ bắt đầu lên, vì là nó mùa xuân về một cái là nó lên đông ơi là đông, đông quân cực kỳ đông luôn, tràn vách ngăn luôn. Rồi cả nhà xem đây là cái cầu ong nha, đây chuẩn bị vào vụ mật rồi, đây đây cầu ong, ong bắt đầu nó lấy mật mật lên rồi, đây đã chưa có đẻ nhặt nè. Đây nha cả nhà. Đấy. Mật cái nào? Mật ở trên đây là chuẩn bị quay được rồi nè. Đấy, dày rồi đó. Đấy. Đã chưa cả nhà? Vậy là xong kiểm tra tất cả các thùng ong rồi cả nhà. Khoảng cuối tuần này là farm sẽ bắt đầu là quay mật, được mật đầu tiên. Và mật đầu tiên này mình sẽ gửi đến những cái khách mà đã đặt hàng từ trước. Mình có một cái danh sách thì sẽ theo danh sách đó và mình cung cấp mật ong cho khách hàng. Chào tạm biệt cả nhà.